Sau đây xin hướng dẫn các bệnh nhân cách thở và vận động tại nhà. Một, tập thở. Mục tiêu của chúng ta là tăng cường lượng không khí vào phổi và giữ lại một lượng không khí này tại phổi được lâu hơn, giúp cơ thể chúng ta hấp thu đủ lượng oxy. Trước khi tập thở, chúng ta phải chuẩn bị những gì? Chúng ta hãy chọn một vị trí thoáng mát, không khí trong lành, một chiếc ghế có bành tựa sau để có thể cần khi tựa vào. Khi thực hiện các động tác thì ngồi thẳng lưng, tư thế thoải mái như thư giãn để thả lỏng các cơ. Không gồng mình, hai chân đặt mặt bằng và vuông góc với mặt đất, hai tay đặt thoải mái lên trên đùi. Một, thở ngực. Hít vào bằng mũi tối đa cho lồng ngực chúng ta nở ra, sau đó thở ra từ từ bằng miệng trúng lại giống như thổi sáo. Hít vào và đếm trong đầu chậm 1, 2, thì thở ra chúng ta đếm trong đầu 1, 2, 3, 4, có nghĩa là thời gian hít vào bằng một nửa thời gian thở ra. Khi hít vào và thở ra không cần gắng sức quá mức, mà chỉ cần hít sâu vừa sức cùng với thở ra vừa sức. Nếu hít sâu được thì càng tốt, nhưng không cần phải cố gắng quá sức. Lặp đi lặp lại động tác hít thở này hàng ngày, nên tập thường xuyên. Khi nào khó thở hay vận động thì hãy dùng cách thở này ngay. Tập mỗi ngày ít nhất 3 lần, mỗi lần 15 phút. Sau này quen rồi có thể dùng cách thở này liên tục hàng ngày. Tiếp theo là thở bụng. Đặt một tay lên ngực, một tay lên bụng để cảm nhận di động của bụng và ngực. Hít vào bằng mũi, bụng phình ra. Thở ra bằng miệng trúng lại giống như thổi sáo, bụng xẹp lại. Hít vào 1, 2 thì thở ra 3, 4, có nghĩa thời gian hít vào bằng một nửa của thời gian thở ra. Khi hít vào và thở ra không cần gắng sức quá mức. Nếu hít sâu được thì càng tốt, nhưng không phải cố gắng quá sức. Lặp đi lặp lại động tác hít thở này hàng ngày, nên tập thường xuyên. Khi nào khó thở hay vận động thì hãy dùng cách hít thở này. Mỗi ngày dành ít nhất 3 lần, mỗi lần 15 phút. Sau này quen rồi có thể dùng cách thở này liên tục hàng ngày.